Truyền thông Bahrain cho biết nước này sẽ không cho phép nhập khẩu hàng hóa của Israel sản xuất tại các khu định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, cũng như từ cao nguyên Golan. Ngoại trưởng Bahrain Abdul Latif Al-Zayani khẳng định, Bahrain sẽ áp dụng phân biệt hàng hóa của Israel sản xuất từ các vùng lãnh thổ tranh chấp và hàng hóa được sản xuất tại Israel. Ngoại trưởng al nhấn mạnh quan điểm của Bahrain là không chấp nhận nhập khẩu các sản phẩm từ các khu định cư ở bờ Tây cũng như cao nguyên Golan. Israel đã chiếm đóng khu bờ Tây của Palestine cũng như cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967 và cho xây dựng nhiều nhà định cư mới tại đây. Vấn đề các khu định cư do Thái từ lâu đã cản trở tiến trình hòa bình. Vấn đề phức tạp thêm khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuyển đại sứ quán Mỹ về Jerusalem.